Nếu có người hy sinh giúp đỡ, con gặp hoạn nạn, và đến khi người ấy gặp lại những khó khăn hoạn nạn mà bản thân con lại không có cách giúp đỡ người ấy được, vậy có phải mang nghiệp hay mắc nợ người ấy ở kiếp này hoặc kiếp sau không? Con mong sư vấn đáp cho con. Đức Thế Tôn nói có một hạng người khó kiếm ở trên đời, đó là hạng người biết tri ơn và báo ơn. Cái tri ơn á, thì không phải là khi mà mình gặp khó khăn hoạn nạn người ta giúp đỡ thì mình mới có lòng tri ơn, mà như Đức Thế Tôn ngay cả khi ngài ngồi dưới bóng râm của một tán cây, khi đứng dậy ngài vẫn tri ơn tán cây đã cho ngài bóng râm. Khi một người cho ngài Sariputta một muỗng cơm thì ngài cũng biết ơn người ấy và về sau tế độ cho vị ấy xuất gia. Hay như là Đức Thế Tôn nói trong bài kinh Con Chó, đó là: này các tỳ kheo và sinh vân, các ông có nghe cái tiếng kêu của con chó rừng hay không? Dạ có, thưa Thế Tôn. Đó là một con chó già ốm đói ở trong rừng. Này các tỳ kheo, một con chó già ốm đói lang thang trong rừng mà nó còn có lòng tri ơn, vậy mà giữa các hội chúng tỳ kheo của ta lại có người không có lòng tri ơn. Vì thế này các tỳ kheo, các ông hãy học, ta sẽ có lòng tri ơn. Cho nên bất kỳ người nào cho mình cái gì hoặc giúp đỡ mình cái gì thì hãy có lòng tri ơn, và mình khi có điều kiện, khi có cơ hội thì mình đền cái ơn đó. Nhưng mà đền ơn như thế nào là hợp lý? Thứ nhất là nếu như chúng ta có tài sản thì chúng ta trả ơn bằng tài sản. Chúng ta có công sức thì chúng ta giúp đỡ bằng công sức. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta giúp đỡ bằng trí tuệ. Nhưng mà cái sự trả ơn cao thượng nhất là giúp cho người ấy biết được đến chánh pháp, có niềm tin nơi chánh pháp, giúp cho họ giữ giới, giúp cho họ được hành thiền, giúp cho họ biết bố thí, thì như vậy là mình đã trả ơn được cho người ta. Cái việc trả ơn á, thì nó có rất nhiều, nhưng nhớ trả ơn là mình trả trên cơ sở của tâm thiện chứ không phải trả trên cơ sở của tâm tham ái. Quý vị làm sư nhớ đến một cái câu chuyện cười, đó là một chàng thanh niên mà giúp đỡ cứu giúp một cô gái, thì nếu như cô gái mà ưng ý chàng thanh niên đó thì sẽ nói là: ơn cái ơn này thì em chỉ có thể lấy thân báo đáp để mới đền ơn của chàng. Còn nếu mà nhìn chàng thanh niên mà không vừa ý thì cô gái sẽ nói là nguyện kiếp sau sẽ làm thân trâu ngựa, còn kiếp này không có tính. Còn cha mẹ mà đến gọi là mai mối cho cô gái mà vừa ý thì nói là: áo mặc sao qua khỏi đầu, con sao dám cãi lời cha mẹ. Còn cô gái mà không vừa ý thì nói là: con còn nhỏ, còn muốn phụng dưỡng cha mẹ, chưa nuôi cha mẹ được ngày nào, sao dám nỡ mà ra đi. Nói chung ra là cái kiểu gì cũng nói được đó. Thành ra là hãy cẩn thận cái tham ái của mình ha.